Kính chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Lần đầu tiên, Tiến Dũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Và ngày hôm nay, Tiến Dũng thực hiện một clip để review so sánh hai sản phẩm đình đám nhất của thương hiệu Bow phân khúc đồ gia đình. Đó là mẫu loa Bow 464 và mẫu loa Bow 601 Series 3. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm chúng ta cùng theo dõi. Trước mắt anh em là hai cặp loa Bow. Cặp thứ nhất là Bow 601 Series 3, tôi để phía chính giữa. Và một cặp loa Bow nữa, đó là 464, model rất được yêu chuộng trên thị trường. Đây có thể nói là hai model được quan tâm nhiều nhất và cũng có thể nói là giá trị cao nhất của thương hiệu Bow phân khúc đồ gia đình. Chúng ta sẽ cùng cận cảnh đây tìm hiểu và sau đó chúng ta sẽ cùng nghe hai đoạn nhạc của hai mẫu loa Bow rất được quan tâm này. Thì chúng sẽ giới thiệu qua về ngoại thất. Trước mắt anh em là mẫu loa Bow 464 hàng của Mỹ. Dòng này được thiết kế rất lịch lãm, sang trọng. Thiết kế dạng loa thùng phía trên và phía dưới đó là chân loa của mẫu loa này. Với mẫu loa này thì hãng trang trí bên ngoài bằng simili bóng sơn mài. Ở đây có các hoa văn rất đẹp, chúng ta có thể soi gương ở đây được, rất bóng. Và phía trên này đó là cái miếng đen bóng như sơn mài. Ở đây chúng ta cũng có thể soi gương được, nó rất bóng. Mẫu loa này cấu tạo một loa bass cộng hưởng loại 20cm, một loa bass súp loại 20cm nằm ở phía bên trong thùng, hai loa chung tức là hai loa mid loại 11,5cm và một loa chép đôm titanium. Ở đây có một logo của thương hiệu Bow. Ở đây hãng đề Bow Resonant Magic, tức là cái thùng này được bố trí với thùng ma trận rất đặc biệt. Đó là bí quyết của hãng Bow đã đặt rất nhiều cái tâm huyết của mình cho sản phẩm này. Và bên hông này có một khe ở đây, anh em thấy đó là cái lỗ thông hơi của mẫu loa này. Đặc biệt với dòng loa Bow 464 có thể chơi bi quang, tức là chơi hai cầu, cầu bass riêng và cầu mid chép riêng. Anh em có các dòng âm ly bi quang như các dòng Danone 2000, 3 la mã 2000, 4 la mã 2000 AE kết hợp vào đây rất tuyệt vời. Mẫu loa này có thông số kỹ thuật công suất 100W trở kháng 6 ô và kích thước của nó là chiều ngang 31cm, chiều sâu 31cm và chiều cao của mẫu loa này là 20kg. Xin lỗi quý vị, là 61cm. Trọng lượng của mẫu loa này là 20kg trên một thùng. Loa được trang trí bên ngoài tuyệt đẹp. Loa được sản xuất vào khoảng những năm 2000. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thông số của mẫu loa Bow 601 Series 3. Đây là mẫu loa Bow rất nổi tiếng trên thị trường mà bất cứ anh em yêu âm thanh nào đều đã nghe qua tên tuổi của nó một lần. Mẫu loa được rất nhiều sự quan tâm. Dòng này có cấu tạo hai loa bass loại 20cm, một cái hướng phía trước và một cái hướng tích phía trên. Ở đây chúng ta thấy có 4 cái loa chép loại 8cm, hai cái hướng phía trước và hai cái hướng về phía sau với mục đích làm cho âm thanh lan tỏa đến nhiều hướng hơn. Mũi loa Bow này là bằng lụa, chúng ta có thể nhìn thấy ở bên trong. Mục đích của hãng là cho tiếng trung âm thoát ra từ cái mũi loa này, hay nhiều địa phương còn gọi là rốn loa hay nhụy loa. Và đây là tổng thể phần thùng loa với mẫu loa Bow 601 Series 3, hãng đã thiết kế hai màu, một là thùng gỗ lạng màu vàng và một mẫu giống y như vậy mà thùng simili màu đen. Đây là tổng thể phía mặt sau của mẫu loa này. Phía dưới này anh em thấy có một cái khe, đó chính là lỗ thông hơi của mẫu loa này. Và đây là tem thông số Bow 601 Series 3.
Dòng này có công suất AutoWatt trở kháng 8 ohm. Loa thường được sản xuất tại Mỹ, Mexico hoặc Canada. Đây là cơ bản nhất của hai mẫu loa Bow 6L1 Series 3 được sản xuất vào những năm khoảng 1993 và Bow 464 được sản xuất vào khoảng những năm 2000. Và bây giờ không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài nhạc. Trước khi thưởng thức bài nhạc này thì Tiến Dũng khoe với quý vị và các bạn, vừa rồi Tiến Dũng vừa về được các dòng dây loa Roen và dây tín hiệu Roen, vừa rồi đã bị gián đoạn một thời gian do dịch Covid, và bây giờ Tiến Dũng lại cung cấp hàng trở lại với mẫu dây loa Roen thương hiệu thiết bị dây dẫn cao cấp đến từ Ý, ở đây hãng Made in Italy. Anh em có thể tham khảo thêm ở trên trang web chính thức www.roen.com. Cấu tạo của dây này là 2 x 1.50 mm, tức là hai cái dây trong một cái sợi song hành như thế này. Đây là dây dẫn truyền tín hiệu từ âm ly ra loa. Anh em có thể sử dụng cho các dòng âm ly nghe nhạc, loa nghe nhạc, các dòng loa karaoke, các dòng loa sân khấu đều được. Tiếng của nó rất rõ nét và đặc biệt không bị hao hụt tiếng tín hiệu trên đường truyền. Âm thanh đều va giải. Xin lưu ý đến anh em là mới mẫu dây loa Roen này, khi gắn anh em lưu ý dây có quy ước chiều mũi tên, tín hiệu đi từ âm ly ra loa. Khi chúng ta gắn đúng thì tiếng nó sẽ hay hơn rất nhiều. Trên đây hãng có đề Made in Italy. Dây này Tiến Dũng phân phối với mức giá 130.000 trên 1 mét, và anh em mua 5 mét trở lên Tiến Dũng bao ship tận nhà. Chúng ta sẽ nhận hàng và thanh toán tiền ngay tại nhà mình. Và phía bên đây tương tự, đó là dây Roen. Đây là dây tín hiệu. Với dây này, thương hiệu Roen sản xuất tại Ý. Đây là dây tín hiệu dùng để dẫn tín hiệu từ âm ly, từ đầu đĩa, từ các nguồn phát TV, điện thoại, máy tính đến âm ly. Dây này được bọc giáp rất kỹ lưỡng, chống nhiễu kháng nhiễu rất tốt. Và phía trong này có một sợi, có những sợi chỉ ở đây là để chống đứt. Và trái tim của dây chính là hai cái sợi trắng đỏ này. Âm thanh của dòng này rất tuyệt vời, tiếng đều ba giải bass mid check, đặc biệt không có hao hụt trên đường truyền, tiếng là rất tốt. Với dòng dây tín hiệu này, Tiến Dũng đã thi công lên những dây ba lăng, lên những dây AV. Với dây ba lăng này, anh em có thể kết nối từ các cổng ba lăng của CD đến âm ly, hoặc kết nối từ cổng ba lăng của vang số đến âm ly. Dây này có chiều dài 1 mét, Tiến Dũng cung cấp với mức giá 450.000 bao ship tận nhà. Và với các dòng dây tín hiệu là dây AV, Tiến Dũng sản xuất thi công với nhiều kích thước. Cái này dẫn từ đầu đĩa xuống âm ly, dẫn từ equalizer xuống âm ly, vân vân. Tiếng của nó rất tuyệt vời. Ở đây Tiến Dũng đã thi công sẵn 4 rắc RCA và dây của Ý. Dây này có kích thước 0,8m, giá 450.000. Kích thước 1m, giá 500.000. Và kích thước 1,2m, giá 550.000. 1,5m, giá 600.000. Anh em quan tâm sản phẩm xin gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Anh em sẽ nhận hàng tại nhà và thanh toán tiền tại nhà với sản phẩm dây dẫn Roen và dây loa Roen của Ý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc với mẫu loa Bow 464 trước. Sau đó tôi sẽ rút dây này ra và kết nối cặp Bow 6L1 Series 3 vào đây. Để cho khách quan thì volume và mọi thứ tôi để nguyên. Khi thay đổi thì tôi chỉ tắt cái công tắc nguồn thôi. Thank you.
đó, con đường em theo đó. Không hay sao em xa nhau rồi, thiên đường vui lớn cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình sĩ. CD 3, 3 là 1, CD 4, 3 là 1, CD 5 thì Dũng rất thường xuyên có hàng. Với những dòng loa bầu lớn như thế này thì ít có. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm thanh với mẫu loa bầu 6 là 1, CD 3 tôi để ở phía chính giữa. Thank you.
ba đêm nào quân quýt bên nhau thân xác rã rời. Này em di vang đã xa, đêm đã mưa qua, tôi vẫn một mình. Còn anh nay ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau hay đã xót xa? Quý vị vừa nghe những âm thanh rất tuyệt vời của hai mẫu loa bầu đình đám thương hiệu bầu danh tiếng đến từ Mỹ. Thì Dũng nhận định cơ bản như sau. Thứ nhất, chúng ta nói về mẫu loa bầu 464 mà chúng ta nghe ban đầu. Với mẫu loa bầu 464 cho tiếng trung âm và tiếng chép sáng, rõ, khó có đối thủ. Tiếng bass của nó vừa, tuy nhiên nó chắc. Còn đối với mẫu loa bầu 601 series 3 cho tiếng bass mềm, sâu hơn, tiếng trung âm và tiếng chép sáng rõ, tuy nhiên nó không len keng sáng rõ bằng mẫu loa bầu 464. Và khả năng trình diễn của hai mẫu loa bầu này tiếng rất tuyệt vời, thích hợp cho các không gian tầm trên dưới 40m², thích hợp cho các dòng nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu nhanh. Anh em có thể kết hợp và hát karaoke rất tuyệt vời trên mẫu loa bầu 601 series 3. Và đối với mẫu loa bầu 464 thì anh em nào chơi các thể loại nghe nhạc là chính, thi thoảng hát karaoke thì nó hợp hơn. Đây là những quan điểm của ý kiến cá nhân Tiến Dũng. Quý vị hãy để lại những dòng ý kiến của mình dưới phần bình luận. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị và các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để nhận ngay các thông báo mới nhất về các clip test âm thanh, các clip giới thiệu sản phẩm và đặc biệt những các clip so sánh, so đo, review các sản phẩm như ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau.